Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Phong Thủy Bạch Dương Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới Và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé Tử vi tuổi tân tỵ sinh năm 2001 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần Thứ nhất Tổng quan về tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Nữ mạng sinh năm 2001 tuổi tân tỵ tức tuổi con rắn, thường gọi là đông tàng chi già, tức rắn ngủ đông, mệnh, kim, bạch lạp kim, nghĩa là vàng trong sáp, sao chiếu mệnh gặp sao thái âm, vận hạn, hạn tam kheo, vận niên, long đắc vũ, thái tuế năm 2022, phạm hạn thái tuế, hại thái tuế, tam tai năm 2022, không phạm hạn tam tai, tuổi Kim Lâu năm 2022 không phạm hạn Kim Lâu, hạn hoang ốc năm 2022 không phạm hạn hoang ốc. Thứ hai, sao chiếu mệnh năm 2022 tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, nữ mạng sao thái âm là một cát tinh mạnh thuộc hành thủy là sao chiếu mệnh tốt chủ về danh lợi lưỡng toàn tác động của sao thái âm sao thái âm chiếu mạng nam nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc sao chiếu mệnh nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc sự nghiệp nếu đang trong độ tuổi kết hôn có thể lập gia đình sao chiếu mệnh nữ giới sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ danh lợi lưỡng toàn sinh con có lợi cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Người được sao Thái Âm chiếu mạng có cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần. Khi gặp sao Thái Âm trong năm đương số thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9. Còn sang tháng 11 thì kém may mắn hơn vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám mà sao thái âm thuộc hành thủy. Khi thủy khí cực vượng, tâm lý con người thường có sự biến đổi, nhiều người nội tâm trầm cảm, suy nghĩ nhiều, u buồn lo lắng. Với bản chất là một sao chỉ tài phú, người xưa nhắc nhở khi có tiền vẫn phải tiết kiệm và biết cách giữ gìn. Thứ ba, Vận hạn năm 2022, tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, nữ mạng Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn tam kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do sâu sát. Ngoài ra, người gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân xương khớp. Người xưa có câu tam kheo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà người. Thứ tư, vận niên năm 2022, tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, nữ mạng Long Đắc Vũ là rồng gặp mây, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Trong năm, bản mệnh có nhiều công to việc lớn phải làm. Tuy nhiên, mọi việc gặp nhiều trắc trở, khó khăn lúc ban đầu. Nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng, thì cũng có kết quả tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh, tuy bị người xấu gây khó dễ nhưng bản mệnh sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ sau được công thành danh toại trong năm nay bản mệnh gặp nhiều bạn mới tuy nhiên nên tỉnh táo suy xét trước sau kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm để tăng cường thêm cát khí tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành vòng tam hợp quý nhân phù trợ hợi mão mùi giúp hóa giải tai ương đem đến may mắn bình an quý nhân phù trợ cho thân mệnh vượng tài vượng vật Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, hợi, mão, mùi, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não đỏ, mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Thứ năm, Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn Thái Tuế không? Trong năm 2022 nhâm dần có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm hạn Thái Tuế, trong đó tuổi Dần năm 2022 phạm trị Thái Tuế, tuổi Tỵ năm 2022 phạm hại Thái Tuế tuổi thân năm 2022 Phạm Sung Thái Tuế, tuổi hợi năm 2022 Phạm Phá Thái Tuế. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, nữ mạng, phạm hạn thái tuế, hại thái tuế. Thứ sáu tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số 3, thứ ba, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi như vậy, trong năm 2022, tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, nữ mạng không phạm hạn tam tai. Ngoài ra, để kích hoạt mở cung tài lộc cho người tuổi hợi trong năm 2022, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để giúp khai vận mở cung tài lộc đem lại may mắn. Thứ bảy, tuổi tân tỵ sinh năm 2001, nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi kim lâu không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng, đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà, phải năm kim lâu thứ hai là kim lâu thê đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ thứ ba là kim lâu tử đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà thứ tư là kim lâu lục xúc đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản khó nuôi vật nuôi theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì một 3, 6, 8 thì kim lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu. Cụ thể, dư 1 là phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm hạn kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nữ mạng là 22 tuổi, không phạm tuổi Kim lâu. Thứ 8, tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu, sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Cụ thể như sau, nếu vào các cung Nhất cát, Nhì nghi, Tứ tấn tài là 3 cung tốt, còn 3 cung Tam địa sát, Ngũ thọ tử và Lục hoang ốc là 3 cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm Lục hoang ốc, Tam địa sát, Ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc tam địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam điện sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, nữ mạng là 22 tuổi âm, không phạm hạn tuổi hoang ốc cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh like và chia sẻ video này để ủng hộ cho phong thủy bạch dương nhé hẹn gặp lại các bạn trong video sau